con nào đây? Xem nào. Là con chim nó sẽ dột với con châu chấu được ha. Đây con chim này. Bài rốt này. Rốt là con này nó như của con chim, chỉ đi chứ con chim đâu. Nó được lấy con này được. Ok. Nó to quá đúng không các bạn? Ở đây, con này sẽ cho nó khoảng nó kích thước nó còn khoảng 30% thôi. Nó to quá. Ok được chưa? Nó con chim như này được chưa? Đó, nó thay cái này đi. Thay cái này ra cái này đi. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy là các bạn hay cho thầy cái nền này với con chim vào cái này. Nó bay đi chợ này. Chưa? Chưa để đây ra này. Đó, ok nha. Ok bây giờ ta này, bây giờ ta nhìn này cái con chim này, chim này nó có này, các bạn nhìn thấy không? Nó có hai cái hình ảnh. Một là bay lên, bay xuống này, đó thấy chưa? Đó. Các bạn nhìn thấy phần cân tân này, thấy chưa? Đó. Cái con châu chấu này nó có rất nhiều cái cách thức nó chạy đó. Các bạn thấy không? Châu chấu, ok nè. Thế thì ta bắt đầu ta đi nhỉ? Ta sẽ làm nhá, sẽ làm cùng nhau làm cái con châu chấu, con chim này. Ờ, bước đầu tiên chúng ta cũng phải cho cái này vào, đó, nha. Cái này là chắc chắn rồi, thế nhỉ? Rồi sau đó các anh chị quan lại di chuyển, các anh chị trông giống như tôi cái phần control này. Có nhìn thấy không em? Cũng to nhỉ? To lên nhá. À, các bạn cho cái gọi là cái repeat until ấy, repeat until này, cái này các bạn nhìn thấy cái này không? Ồ, cái phần con trôi này, con trôi nó kéo cái repeat until này nhé, kéo nó vào, kéo vào ngay đây, đó, thấy chưa? Cái mục đích của cái này là cái việc lặp lại, lặp đi lặp lại ấy. Đây là đang làm cái con gì nhỉ? Ta làm cái con chim trước đi. Con chim ạ. Thầy làm gì cho con chim trước nhá. Nó lại đây, event này, chọn và click này, rồi chọn control này, kéo xuống phần repeat until này. Ok nha con chim nhá, đây là con chim này. Ok. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang phần setting nhá. Setting ý, chọn là cái setting. Setting này. Vòng điều kiện vòng làm á là setting này, nhưng mà chọn này. Setting này. Cái tất trên này nhé, này, kéo vào cái chỗ ô quả chám này, cái hình chám này nhé, thả nó vào đó, cái hình chám của cái viên kia này, có nghĩa là nào, nó làm khi nào nó thì giờ, khi nào nó gặp đến cái con gì đấy, con này là con gì nhỉ, con grasshopper này, đó, đây cái con này, con có tên này, đó, thấy chưa, đó, thì khi nào nó gặp con grasshopper này, thì nó mới dừng lại, đó, hình hình không? Đó. Đúng là mũi tên rồi. Đó là con tên. Chọn là cái con màu, con này
nhá. Rồi. Đó. Rồi, tiếp theo anh chị sẽ cứ đợi cho mọi người làm một tí đã cho nó chat đã. Rồi, sau đó chúng ta chọn ra cái motion. Motion. Đó. Motion. Ta chọn là cái lệnh move. Kéo vào trong này. Đây. Kéo trong này nhá. Lệnh move thì phải kéo vào trong này. Rồi sau đó ta chọn cái sang phần sau đi. Phần sau đi nha. Sau đi. À, ta chọn là cái start sound. Start sound đi. Bớt đi. Đây. Kéo vào đây nha. Vào đây. Đó. Con chim thì nó thỉnh thoảng nó kêu kêu cái tiếng của nó đúng không? Đây. Nó phải chọn cái tiếng của con chim. Đó, tiếng chọn nó. Được chưa? Start sound. Nếu thầy vẫn để đấy thì cho các bạn nào đấy, thầy vẫn để như đây chờ các bạn đây, không dám chạy luôn đâu. Rồi sau đó các bạn chuyển hướng vẫn ở cái phần đó, ở cái phần gọi là phần phần các bạn chuyển sang phần lúc nha. Các bạn trong đó các bạn chuyển sang phần lúc. À, các bạn chuyển sang phần lúc, các bạn sẽ lấy cho thầy cái lúc quen. Nhìn xem lấy cái gì cả, nhìn cả chưa ra lấy cái gì đây, lắm quá. Sao xong rồi thì người ta lấy cái phần nó ra mắt lúc người ta lấy cái phần là nách con xua nách đâu nhỉ, nách các bạn đây ạ, cũng là nách của thầy đây, đây có nách đây ạ, nách chưa, ở đây đây là chọn sang cái gì nhỉ, trạng thái tiếp theo của con vật này. À, cái con vật này nó có hai trạng thái con này. Đấy, trạng thái thứ nhất là bay này đúng không? Trạng thái thứ hai là bay dưới này. Ừ. Đó. Thì chung chưa? Cái này có nghĩa là next tốt chung này là nhờ nó tạo sang cái giao diện thứ hai của con này trong tiếp theo này. Đó. Rồi. Rồi sau đó là gì nhỉ? À, ta sẽ gì nhỉ? Ta đợi, ta cho nó đợi khoảng 1 giây. Nó còn cái phần control này. Con quét một khoảng giây đó, control đợi khoảng một giây nha các bạn nha. À, có lẽ là cái con ok, và nhưng mà cái này nó còn một cái nữa, chúng ta phải chỉnh cho nó chạy chạy về con này, nó đang chạy theo cái hướng nào đây, nó không chạy theo hướng nào rồi, chạy theo hướng nào đây. Chúng ta phải chọn nó là một cái con vuông, cái phần gọi là phần motion này. Các bạn chọn cái phần motion này để nó chạy cái con chim nó chạy dần về với cái con con vuông. Ừ. Con tu vuông đúng không? Nó chạy dần về với con châu chấu này. Đó. Chọn này, chọn với con châu chấu này. Đó. Nha. À, lúc nào nó cũng chạy hướng dần con châu chấu. Đó. Đấy. Đây là con chim trên rồi thầy. Hả? Cho lên trên trước chạy dần con chọn lên trong lên trên chim rồi. Rồi, chạy dần đó. Chim vuông nha. Đó, cái mục đích của ta là gì ạ? Nó sẽ chạy dần xuống. Ok. Và bây giờ còn cái gì ạ? Cái con châu chấu đúng không? Bây giờ con châu chấu ta lại chuyển sang con châu chấu đi. Châu chấu thì nó làm tương tự như con kia đâu, nó cũng tương tự như con gì nhỉ, còn như con chim rồi, cũng tạo là một cái repeat active nha các chị nhé, cũng đưa vào đấy cái con này, con châu chấu này nhá. Tôi sẽ làm lại con này nhá, châu chấu nhá, vào event này chọn con châu chấu nhá. Không được, chọn. Thầy ơi, em muốn hỏi là cái con chim là cái phần mình vừa chọn là cứ để nguyên đấy được không, hay là cứ cấm vào đâu nữa? Ừ, cứ để đấy đã, cứ để đấy thôi, cứ để nguyên đi thôi. Nhìn sang còn là con kích sang bên này thì là con châu chấu thôi, nhá. Rồi, chúng ta sang cái phần control này, con trôi này, chọn là cái repeat until này. Đó, cũng chọn repeat until này. Ở bên phần motion cũng chọn phần touching này, đúng không? Touching đâu rồi? Trên nó nằm trên nào cũng
mình nhìn lên không gian này. Các bạn nhìn thấy chỗ nào tốt không? Chị nhìn nó nhìn thấy không? Chỗ đây là khác không nãy ạ? Không giống lúc nãy, lúc đi à? Lúc phải cứu chân. Giờ mình quên ra rồi. Chị là chị thế nào? Thật tư. Ở phần sen sinh đấy ngọn. Sen sinh à? Vâng, sen sinh. À đúng rồi, sen sinh. Đây, tốt trinh này. Tốt trinh đây nha, có đây. Mà lúc này là lúc nào nó gặp cái con gì nhỉ? Con parrot là con chim ấy. Thì nó dừng lại đúng không? Chạy nữa. Đó. Rồi, con này cũng định nhỉ? Cho cái motion này. Đó, sau khi chọn parrot thì cũng chọn mông này, mông này. Đúng không? Con này thì nó phải cho nó chạy chậm hơn cái con gì nhỉ? Nó chạy chậm với con chim, chứ nó chạy vào con chim đâu ra được, đúng không? Con này chạy được tầm khoảng độ 8 đi. Được chưa? Máy của game nó lại là không phải con chim châu chấu. Con này này, con này này, con Grass Chopper này. Em hiểu rồi ạ, nhưng mà nó cũng ra tên tầm khác. Con Parrot đúng không? Vâng, có đánh được vào đấy. Đâu, cái con Parrot này đây, đây này, cái con châu chấu nó gặp con Parrot thì thôi mà. Đấy gì, thì chọc Parrot chứ. Của anh không? Chỉ có Mod, Counter, F, với lại Grand là cái con thứ nãy thôi. Em thích thử vào, bây giờ giúp em thích với con chim này nó tên là gì đây? Đây này, em đi bảo nhé. Cái con chim này nó của em tên là gì đây? Em có thể sửa tên được mà. Đấy, thì nó tên là gì ra thì em chọn như thế thôi nhé. Con Grass Chopper này, thì tên nó là thế nào thì ta chọn vào đây mà tên nó đây. Có tên đi luôn em nhé, có tên luôn này. Được chưa? Rồi, xong đó là cái giảm mưu phần này, xong đó cái cũng lại xuống cái phần gọi là phần lúc này. Chọn phần next costume này, đúng không? Đó, thì cho nó sang cái trạng thái tiếp theo. Và cái thằng này thì cho nó quét khoảng nó quét ngắn hơn một chút. Con này nó sẽ quét là 0.3 0.3 giây thôi. Như giờ phải ấy thì nhiều quá ha. Thích nguồn à con? Gì? Mới mua cái nguồn. Ờ. Được chưa? Các bạn làm này chưa? Và bây giờ tôi chạy thử xem thế nào nhé. Ờ, các bạn nhìn nhé. Đấy, con châu chấu đi, chúng ta đi đâu rồi? Châu chấu của thầy đi từ nãy hả? Đâu, nó đi đâu chứ nhìn thấy con châu chấu của thầy. Thì mình lắc là nó đi luôn thầy ạ. Của em thầy nó chạy đi đâu có tiểu. Đây, nó từ đây. Cái thầy bấm và nó chạy mất rồi. Đây, nó từ đây. Đây. Bây giờ cháu đây nha. Tôi thích cho nó khoảng 200. Từ 200. 200. Đó. Đây, con cháu nó chạy ra vị trí này. Hay là từ 190 đâu. Từ 170. Con châu chấu nó chạy trước còn mình chịu tí con đang bay gì được con châu chấu này. Giờ tôi chạy thử nhá. Tôi bấm này xem nó có chạy vào không. Đâu này. Tôi cho con chim chạy chậm quá. Chạy rồi. Châu chấu chạy nhanh quá. Châu chấu này chạy này con chim rồi như ra được đó. Được rồi, lại đây đã, từ từ đã. Thế anh chàng này là vui một lần là vui 0.3 giây. Anh chàng của em mới có con chim chạy được một con chó từ từ tôi cho cái này cũng vui là 0.3 thôi, 0.3 giây. Của em con châu chấu nó chạy hết màn hình con chim cũng chưa. Đấy, từ từ ở cái con chim nhé các bạn chỉnh nè, cái vui này 0.3 giây thôi và cái step này các bạn thử 15 bước một lần đi, chậm nhanh hơn các đôi con châu chấu đi, may ra nó mới đủ kim được nha. Đây, các bạn để này cái quét không phải 3 giây và cái gì nhỉ? Cái mô này 15 bước này ở con châu chấu thì cũng là quét không phải 3 giây mà cũng 8 bước thôi. Nào bây giờ mình thử nhé. Tôi sẽ cho nó quay lại vị trí cũ ban đầu. Rồi, chạy nào, bây giờ chạy nha.
cho con có. Đó, đã bắt được rồi. Khi đã bắt được gì nhỉ? Khi đã bắt được vấn đây rồi. Như vậy con chim người nó chạy là phải lên quá 15 step là lên quá. Ta cho nó khoảng 10 step rồi. Con chạy lại để xem nào. Đây, con chim. Con châu chấu cho nó lại đây. Ok, chạy lại nha. Con chấu chạy chạy quá. Chậm thì chim bị bắt rồi. À đấy, con heo vượt thoát rồi. Con chim không chạy dồn được, không kịp rồi. Đấy. Ủa con chậm số chạy từ con đời rồi, chim cũng được. Đấy, do cái các bạn lập trình cái này thôi này, trong video nhé. Các bạn nhìn này, con chim này. Các bạn cho cái mô này vào khoảng đâu nhỉ? 12 đi, ngay bước này. Cái cuối thì có đáp bằng 0.3. Chỉ cần nhé, chưa? Đó, nhìn nhé, đây là con trâu trâu nhé. Còn con chim này, con chim các bạn để nó khoảng khu vực 8 này, cái cuối 0.3 này, các bạn thử này. Các bạn sẽ bắt đây, nhìn được nhanh hơn. Rồi, bây giờ nhé, chạy thử lại này. Thấy con trâu trâu của em nó không chạy. Con trâu trâu không chạy á, em nghĩ chả thấy em chưa học trong vòng lặp rồi. Là chỗ nào đây thầy? Bà ta lên thế là làm ngay đi. Đây nè, cái con trâu trấu nhé. Em đã đưa vào cái repeat active chưa? Đưa xuống repeat. Rồi ạ. À. Em cho cái que click chưa? Cái này nó giống như chỗ này chưa? Nhớ là con trâu trấu nhé. Repeat. Đi, 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 đi. Đây đi tiếp đây rồi. À rồi rồi. Bọn em nghĩ là lúc đấy là công việc rất là bận. Mà bây giờ lắm chuyện quá đi. Chuyện gì đấy? Anna, Anna đang bật mic rồi nói con thế. Mấy đâu, cả máy chứ mấy giờ cô. Cô ngồi cô mới ngủ cơ mà. Đến cái lúc chiều. Cái lúc chiều đã bị vì tiết tạo phương tiện đã bảo là gồm ngay. Thì tắt mic của bạn ấy đi ạ. Lung ạ. Rồi đấy. Các bạn xem lại nhé, đây xem lại cái này. À, đây là của con châu chấu đấy. Đây là của con châu chấu này. Con chấu là nó phải đầu tiên nó cho vào cái vòng cho vào một cái click tiếp đèn. Xong đó cho vòng lặp cái bit tim này và nó chỉ dừng khi nó chạm đến cái con nó chạm vào với con cái gì nhỉ chim rồi tarot rồi đó và nó di chuyển một lần mỗi một bước là 8 step next post tương là ghi nhỉ tự động nó để tạo ra một cái nó chạy sang cái giao diện cái tiếp theo đó và mỗi một lần giao chạy ra đi tiếp theo này chờ 0.3 giây đi làm lại quay lại cái repeat này quay lại đấy là con châu chấu. Còn ở với con chim thì nó cũng có repeat until và nó chỉ dừng khi mà gì nhỉ? Khi mà nó đã chạm vào cái con gì nhỉ? Cái con châu chấu rồi. Đó. Nó chỉ dừng khi nó chạm vào con châu chấu và đây này, con tour là luôn luôn nó chạy đến cái hướng của có con châu chấu, nó chạy dần đến nó đuổi dần đến cái hướng con châu chấu. Đó. Nó không có cái dòng này là nó cứ bay thẳng này các bạn nhé, không có dòng này là lúc con chim cứ bay thẳng khi trời thôi. Không lao xuống chỗ con châu chấu. Có dòng này là con chim sẽ bay xuống chỗ con châu chấu. Và cái mô này là 12 step, nghĩa là gì nhỉ? Mỗi một bước, một lần nó chạy được 12 bước. Đó. Và ở chỗ này nó có thêm cái thầy để thêm cái gì nhỉ? Cái âm thanh của con chim, mỗi lần nó kêu, nó bay, vừa bay vừa kêu. Đó. Cái next costume đây, costume đây là gì nhỉ? Là nó sang cái trạng thái tiếp theo, con chim vỗ cánh mà, nó có hai cánh. Và cũng đợi ít thôi, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Đó. Các bạn kiểm tra lại đi. Nếu bảo khó thì nó không quá khó nhưng mà nó dễ thì nó không phải là dễ. Thế nó là cái gì? Của em nó không lên tên thì con chim nó ra tên khác nên nó không chạy con châu chấu nó không chạy là đúng rồi. Của em nó ra con gì? Nó ra con gì nên chọn con đấy. Bây giờ em phải tìm tên. Tìm. Ừ.
đấy tên của nó đây em ạ, à. Đấy là như em nhìn nhé. Em đấy. Biết rồi, vâng. Ừ, đấy thì em chọn nó đúng cái tên của con đấy đúng không? Vâng, bởi vì của em chọn nó ra tên con khác nên là nó mới tôi chạy. Ok. Của em ra đúng như của thầy nhỉ? Ừ, đi tốt quá.